Alo alo, dừa khô lên giá. Có ai có má đi đổi dừa khô? Ấy chà, cái câu này nghe quen lắm nha. Cái câu này là dương miệt vườn hay rau đấy mà. Chính xác. Ủa nhưng mà em nghe nói là dừa đang giảm giá mà sao tự nhiên anh lại nói lên giá là sao? Thiệt ra là sáng nay đi trên đường tới phim trường để quay chương trình này nè, Ừ. cái anh thấy người ta đẩy nguyên một cái xe bán dừa, tự Ồ. nhiên nhìn thấy cái nhớ câu hồi nhỏ mình hay nói là alo alo dừa khô lên giá, coi có máy đi đổi dừa khô, Ờ. mà biết được chừng miệng anh linh lắm luôn á, không chừng chiều nay dừa lên giá lại sao. Được vậy cũng mừng đó anh. Nhưng mà theo Hiệp hội Dừa tỉnh Bến Tre đó, thì giá dừa khô nguyên liệu là từ 45 đến 50 ngàn một chục, là 12 trái đó, giảm 3 đến 5 ngàn đồng so với tuần trước rồi. Nếu mà với cái giá mà em nói á, thì tính ra là giá dừa khô giảm tới 40.000 đồng một chục so với hồi cuối tháng 5 vừa rồi, đúng không? Mà cái kiểu này á, là bà con mình thế nào cũng đều đứng nữa cho coi. Không chừng có người nghĩ cạn á, là đốn dừa trồng cây khác thế vô nữa Bởi vậy mới nói á, bà con của mình á, cũng khốn đốn vì cái vụ này lắm đó. luôn á. Vừa cứ tăng giá rồi giảm giá như vậy, khổ bà con chứ khổ ai anh. Mà anh biết sao không? Sao? Tại người dân không nắm bắt được giá thị trường nên là cứ bị thương lái ép giá như vậy đó. Rồi chính vì vậy mà họ cũng có những lúc mà thiếu sáng suốt như thế. Rồi nếu mà nói như vậy thì thế nào là mấy cái doanh nghiệp mà chế biến dừa sẽ thu lợi từ cái vụ này cho coi. Thế lợi gì đâu mà lợi, Chứ dù sao? giá dừa nguyên liệu giảm nhưng mà cũng chỉ đáp ứng 30 đến 50% công suất của nhà máy thôi. Ghê vậy? Anh biết đa số dừa đi đâu không? Đi đâu? Đa số dừa đều xuất sang Trung Quốc hết trơn rồi. Trời thiệt, nghe em nói thấy nó nghịch lý dễ sợ luôn nha. Dừa thì giảm giá, nhưng mà nguyên liệu thì lại thiếu là sao ta? Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, chiều ngày 14 tháng 7, đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Sri Lanka do ngài Chaman Rajapaksa, Chủ tịch Quốc hội, dẫn đầu đoàn đại biểu đã tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức 6 ngày tại Việt Nam từ ngày 14 đến ngày 19 tháng 7. Mời quý vị đón đọc thông tin chi tiết. Sáng nay, Tuổi Trẻ thông tin đến quý vị điểm chuẩn lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai. Quý vị cùng theo dõi quý vị nhé. Chất lượng sách giáo khoa. Thưa quý vị, hội nghị của Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đã báo cáo kết quả giám sát đảm bảo chất lượng chương trình sách giáo khoa phổ thông. Cùng với đó là ý kiến chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục. Thưa quý vị, Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Viết Trương, người gây ra vụ nổ mìn nhằm sát hại Đại tá Trần Ngọc Khánh, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, cách đây gần một năm. Đón đọc Tuổi Trẻ để biết thêm thông tin chi tiết quý vị nhé. Sáng nay tiếp tục cập nhật tình trạng niêm yết bằng ngoại tệ. Trước đó mặc dù cấm niêm yết bằng giá đô la Mỹ, nhưng tại nhiều nơi vẫn tái diễn tình trạng niêm yết này. Quý vị đón đọc Tuổi Trẻ để biết những đơn vị sai phạm trong việc niêm yết này nhé. Liên quan đến tình hình tai nàn giao thông, Tuổi Trẻ có ghi chép bàn tròn vấn nạn xe quá tải giải quyết thế nào. Sở Giao thông Vận tải, Cảnh sát Giao thông, các chuyên gia giao thông, doanh nghiệp vận tải, tài xế, luật sư, luật gia đã cùng tham gia bàn tròn này. Và cùng với đó, Bộ Giao thông Vận tải tổ chức họp với các địa phương miền Trung để triển khai hội nghị đảm bảo an toàn giao thông. Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Vi Hành tìm hiểu về an toàn giao thông. Đường đi của cá tầm nhập lậu. Thưa quý vị, Hiệp hội Cá nước lạnh khẳng định cá tầm bán tại Metro được nhập lậu vào Việt Nam, trong khi Metro phủ nhận và đưa ra chứng cứ cho thấy họ nhập từ một doanh nghiệp ở Hà Nội. Tuy nhiên, khi hỏi đến doanh nghiệp nào thì họ lại cho biết nhập từ một doanh nghiệp ở Yên Bái. Sự thật đường đi của cá tầm sẽ được bật mí. Quý vị cùng theo dõi. Tiếp theo vụ việc điện kế điện tử, Tuổi Trẻ đã có buổi làm việc với Tổng công ty Điện lực miền Nam xoay quanh vụ điện kế điện tử. Mời quý vị cùng đón đọc thông tin chi tiết. Tiếp theo là loạt hồ sơ trở về từ biển Hồ với kỳ 6 có tựa đề Gian nan đường nhập quốc tịch. Thưa quý vị, sốt xuất huyết bùng phát và tăng cao ở tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên cũng là một trong những thông tin nổi bật trên Tuổi Trẻ số phát hành sáng nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Những điều cần biết trước khi tiêm vaccine ngừa ung thư cổ tử cung là gì? Những ai không nên tiêm loại vaccine này? Và vaccine này có tác dụng phụ hay không? Tất cả những thắc mắc của quý vị sẽ được giải đáp trên Tuổi Trẻ sáng nay. Mời quý vị đón đọc. Vâng thưa quý vị, hôm qua là ngày đầu tiên thí sinh cả nước bước vào kỳ thi cao đẳng năm 2013. Tuổi Trẻ có ghi nhận ngày đầu thi cao đẳng, nhận định về đề thi và bài giải. Thưa quý vị, trang chợ kịch.vn sẽ ra mắt vào cuối tháng 7 này, sẽ là nơi kết nối mua và bán giữa các tác giả viết kịch bản sân khấu với các đạo diễn,
nhà hát có nhu cầu. Các trích đoạn và lời giới thiệu tác phẩm sẽ được chào mời, tên tác giả được giấu kín để người mua không bị các tên tuổi tác động, nhất là các tác giả trẻ có thêm nhiều cơ hội để được nhìn nhận một cách khách quan hơn. Mời quý vị đón đọc ghi nhận có một chợ kịch trên mạng. Trong chương trình câu truyền hình Hát từ Trường Sa, Sông Tử Tây thân yêu, sự xuất hiện của cây đàn piano giữa biển trời mênh mông đã gây được một ấn tượng đặc biệt cho cả người hát lẫn người nghe. Cây đàn mới toanh trị giá 50.000 đô la Mỹ được đến với biển đảo là cả một kỳ công của HTV. Mời quý vị đón đọc thông tin chi tiết trên Tuổi Trẻ sáng nay. Nhân chuyến Arsenal đến Việt Nam, Tuổi Trẻ có buổi giao lưu độc quyền với huấn luyện viên Wenger và đội phó Mikel Arteta. Cùng với đó là thông tin về tình hình tuyển Việt Nam, đặc biệt là cảm giác của các tuyển thủ và ban huấn luyện sau thông tin Arsenal đánh bại Indonesia 7-0 vào đêm 14 tháng 7. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, một nữ tiếp viên hàng không bị điện giật đến chết vì nói chuyện điện thoại trong lúc đang xài chiếc iPhone 5. Đón đọc Tuổi Trẻ sáng nay để biết thêm nguyên nhân và có biện pháp phòng tránh điện giật khi nghe điện thoại đang sạc pin quý vị nhé. Hút bạc với phần mềm vá lỗ hổng. Thưa quý vị, thị trường các nước mua các lỗ hổng phần mềm do hacker phát hiện đang phát triển ngày càng mạnh. Các hacker thường tìm lỗ hổng zero day trên các sản phẩm phần mềm rồi bán với giá vài trăm ngàn đô la Mỹ cho các nước muốn thâm nhập vào hệ thống của các nước đối thủ. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã kêu gọi người dân kiềm chế sau khi xảy ra các cuộc biểu tình và đối tòa án tuyên trắng án đối với một người đàn ông da trắng bắn chết một thiếu niên da đen vào năm ngoái. Cụ thể các cuộc biểu tình phản đối như thế nào? Mời quý vị cùng đón đọc. Truyền hình báo Tuổi Trẻ sáng nay cũng có một vài video clip đáng chú ý như sau. Thưa quý vị, tình trạng những trụ ATM bị trộm đã gây đau đầu không chỉ cho những nhà quản lý mà còn làm mất an ninh trật tự trên địa bàn, làm ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của cư dân đô thị. Tuy nhiên, giờ đây, với hệ thống chống trộm của trụ ATM vừa được nghiên cứu thành công để góp phần làm giảm thiểu tình trạng này, khi nó được đưa vào thực tế sử dụng, hệ thống ấy như thế nào và hoạt động ra sao? Câu trả lời sẽ có ngay trong phần tiêu điểm số của bản tin ngày hôm nay. Ngoài ra, bản tin chuyển động số cũng có một số tin tức đáng chú ý như sau. Nokia Lumia 1020 ra mắt, chụp ảnh 41 chấm, PC World khai tử tạp chí giấy, thu năng lượng từ nước biển, góc thủ thuật sẽ giúp bạn tìm và tải sách PDF miễn phí. Thưa quý vị, ngày 15 tháng 7 năm 2013, ông Hồ Vĩnh Sang, Chủ tịch Hiệp hội Dừa tỉnh Bến Tre đã cho biết, giá dừa khô hiện chỉ còn 45.000 cho đến 50.000 đồng một chục 12 trái, tức là đã giảm khoảng 5.000 đồng một chục so với tuần trước và chỉ bằng 50% so với hồi tháng 4 năm 2013. Đây cũng là một điều rất nghịch lý vì nguồn cung dừa hiện đang rất hạn hiếm. Vì thiếu nguyên liệu nên nhiều công ty chế biến dừa phải hoạt động cầm chừng. Ông Trần Văn Huyền, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu BTCO tỉnh Bến Tre đã cho biết, hiện tại nhà máy chỉ hoạt động 50% công suất vì thiếu nguyên liệu trầm trọng. Nghĩ cũng kỳ á anh. Wow. Xe quá tải trên quốc lộ, bắt cũng khó nữa. Anh nghĩ coi, năm này qua năm nọ mà đường xá thì hư hỏng, dân tình ta tháng. Thì đó, ta nói bắt xe trên đường, là bắt xe qua trạm nè, thậm chí là bắt xe ngay tại bến bãi luôn mà cũng không có giải quyết được rốt ráo gì hết trơn. Ta nói khó lắm luôn á nha. Anh coi đó, cái xe to như cái nhà vậy đó, khó là sao? Mà trong khi đó đi qua một tỉnh thôi là phải qua 4 trạm cảnh sát. Còn chưa kể là thanh tra liên ngành nữa chứ. Một con mũi bay qua còn khó lọt. Nói chi là cả đoàn xe vi phạm mà lại thông thả đi qua như vậy. Nhưng mà thiệt ra thì cái này cũng khó nói lắm luôn á nha. Hôm rồi có ông còn nói là bây giờ tài xế mình là tinh vi lắm. Trong khi thì lực lượng có hạn, trong khi đó thì tài xế là rất là nhiều thủ đoạn khác nhau. Lý Sự Cùn, ra đường thì gặp xe quá tải nè. Lên rừng thì lại gặp lâm tặc. Hàng giả rồi hàng dởm từ lưa. Quán xá thì lại đầy món độc hại. Quản lý ra sao mà hả, cứ đổ thừa là chuyện thiếu người. Trời ơi, chưa hết đâu, vừa rồi nha, còn có ông nói là do thiếu người kiểm tra, thiếu người giám sát, nên ở thành phố Hồ Chí Minh nha, có cái huyện nọ nhà cửa xe trái phép tùm lum tà la hết trơn. Ghê vậy hả anh? Ở đó em nghe nhiều chuyện lắm mà nha. Muốn xây lụi là phải ra giá đàng hoàng đó. Đúng anh rồi. Anh nghĩ coi, nói thiệt nha, anh mà muốn xây lụi, anh mà không ra giá thử coi, một viên gạch còn khó xây nữa chi là cái nhà. Nhưng mà nếu em nói như vậy thì em có chứng cứ không? Tự nhiên em nói người ta vậy. Người ta Lý Sự Cùn, còn anh thì lại đi móc họng em. Gì nữa? Chứng cứ là mấy cái nhà nằm trình hình ở đó đấy thôi. Rồi hả, có ai bán phép mà lại đi khai báo đâu nè. Nói cũng đúng ha. Còn người đi mua phép cũng ức lắm chứ bộ. Nhưng mà đâu có ai mà lại ông con ở bụi này bao giờ. Đúng không anh? Đúng rồi.
ai cũng hỏi vậy nên nhà không phép xây lên như nấm gì đó, rồi lại đi lý sự cùn. Kính thưa quý vị, chương trình Cà phê Sáng đến đây xin được khép lại. Mọi đóng góp của quý vị có thể gửi về địa chỉ chương trình Cà phê Sáng, phòng truyền hình Báo Tuổi Trẻ, địa chỉ 60A Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Hoặc quý vị có thể phản ánh trực tiếp trên trang tv.tuoitre.vn hoặc gửi qua email cafesang@tuoitre.com.vn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.